Lúc mà Quyền bẻ cong cái sắt bằng cổ, và mình nằm trên ba mũi thương, thì cái lúc cái động tác đó thì nhiều người ở dưới đứng rất là lo lắng, thậm chí là anh đạo diễn hay là những nhà sản xuất cũng rất là lo sợ về cái vấn đề đó, đặc biệt là những người thân của Quyền, những người bạn của Quyền, cũng một số người cũng đã khóc khi mà kiểu cảm thấy là Quyền mạo hiểm liều mình như vậy. Sự nếu mà mạo hiểm nhất là tụt mục với chữ tài. Ngoài nhảy múa mình phải kết hợp một cái khả năng khác để vào nhảy múa của mình, nhưng cũng phải thể hiện được cái câu chuyện, cũng phải thể hiện được cái nội dung mà thông điệp mình muốn truyền tải là gì. Thì cái vòng chữ tài này Quyên kết hợp với những cái cung phu mà xiếc, thực sự cái thể loại này nó rất là khó và nó phải chịu đựng đau rất là nhiều. Với lúc mà Quyên bẻ cong cái sắt bằng cổ và mình nằm trên ba mũi thương, thì cái lúc cái động tác đó thì nhiều người ở dưới đứng rất là lo lắng, thậm chí là anh đạo diễn hay là những nhà sản xuất cũng rất là lo sợ về cái vấn đề đó, đặc biệt là những người thân của Quyền, những người bạn của Quyền, cùng một số người cũng đã khóc khi mà kiểu cảm thấy là Quyền mạo hiểm liều mình như vậy. Với tác phẩm một chân á, thì Quyền cực kỳ tập luyện cũng rất là khó, bởi vì Quyền hay phải cột chân của mình để mình hiểu được cái cảm giác của người ta khi mà mình không có một chân, mình đi như thế nào. Và đôi lúc vì cái cột chân đó thì Quyền là dẫn đến cái vấn đề là cái mạch máu Quyền nó không có lưu thông lưu loạt được, và nó hay bị tê chân và nó nhiều lúc nó mất cảm giác. Thậm chí mọi người còn để trên sân khấu á, Quyền cũng đã tuột huyết áp và Quyền phải tháo chân ra liền, nếu không thì Quyền sẽ bị co rụt lại liên tục, bởi vì mình là hoạt động rất là nhiều năng suất, bởi vì 3 tập một ngày. Trong phần chung kết thì thực sự là Quyền cũng đang rất là lo lắng để cái phần bên phần cái tay và cái đặc biệt là cái phần cơ toàn bộ cơ thể bên phải của Quyền. Quyền cũng rất là tiết chế những cái động tác lại để cho mình không có bị gặp chấn thương, bởi vì đối với mình lăng á, mình còn nhiều cơ hội để mình cống hiến cho khán giả. Mình biết là mình phải làm hết sức, nhưng mình phải cứng sức để làm sao mình cống hiến tiếp tục cho khán giả về dài, thì đó mới là thành công của nghệ sĩ. Thực sự thì gia đình luôn luôn gọi mình liên tục, nói con ơi đừng có làm liều như vậy, con ơi đừng cố gắng làm như vậy, mình phải cứng sức vừa đủ. Nhưng mà Quyền còn nói chuyện với là gia đình, con tin tưởng vào bản thân của mình, ba mẹ cũng hãy tin tưởng con, bởi vì con biết được những gì con có thể làm và những giới hạn của con, và đôi khi con phải phá vỡ cái giới hạn có một chút để mình có thể phát triển khả năng của bản thân mình hơn, mình muốn mình tốt hơn, chứ mình không muốn dừng lại chỉ ngang mức vừa đủ. Mình phải càng ngày càng tiến bộ, bởi vì thế giới nó càng ngày càng thay đổi, tài năng trẻ càng ngày càng giỏi, nếu mình không cố gắng thì mình sẽ thụt lùi. Khi mà Quyền tham gia cuộc thi này thì Quyền có những cái phải tập luyện mà, mình phải tập luyện những kỹ thuật. Thì đôi lúc mình phải từ trên cao mình rớt thẳng đầu xuống đất gần phải là 3 mét, bởi vì một số mình không có tin tưởng vào bản thân mình. Khi mình làm mình dừng giữa chân và kiểu cô là người mình giống như khúc gỗ rớt xuống và cái đầu mình đập xuống sàn. Thì đó thực sự đó là một cái khoảng khắc mà Quyền cảm thấy là mình rất là khó để vượt qua, và thậm chí là Quyền phải mất 2 năm chơi Quyền mà giảm tự tin đứng tại chỗ nhau luôn. Còn không thì Quyền rất là sợ, bởi vì cái nó ám ảnh hoài. Hiện tại bây giờ sức khỏe của Quyền cũng đang rất là tốt và mọi thứ nó đang tốt hơn. Đặc biệt là những chấn thương của Quyền về tay thì Quyền đã hồi phục hầu như là để 90%, và Quyền có thể sử dụng cùi chỏ của mình để đá chạm trên mặt đất và xoay những cái kỹ thuật khác. Còn về thể lực của Quyền thì Quyền đang rất là khỏe, bởi vì sao, mình không có thi một ngày 3 tập nữa, mình vẫn tiếp tục, mình cũng đủ sức khỏe để mình tiếp tục về cuộc sống của mình, tiếp tục công việc và tiếp tục tập nhảy múa.